Chào mừng cả nhà đến với chương trình Ấm Bếp Nhà cùng Hiếu Hải Sản, là nơi chia sẻ những câu chuyện giữ lửa hạnh phúc gia đình và cũng là nơi học những cái bí kíp chế biến những món ăn ngon từ chính những khán giả yêu thương vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Và ngày hôm nay Hiếu sẽ ở đây để chia sẻ cho cả nhà cái cách mình chế biến một cái món ăn ngon từ quê hương của Hiếu, đó chính là cơm gà Phan Rang. Và để cái nấu cái món cơm gà Phan Rang này thì nguyên liệu của chúng ta gồm đó chính là gà ta. Nguyên liệu thứ hai thì là gạo và một ít nếp trộn cùng nha cả nhà. Và đi kèm với đó là sẽ có một ít gừng mình sẽ băm nhuyễn nha cả nhà. Và một ít tỏi mình cũng sẽ băm nhuyễn nha cả nhà. Cái thứ ba nữa là đó chính là một cái số cái gia vị mà mình dùng trong gia đình. Và đặc biệt Hiếu sẽ chia sẻ cho cả nhà cái cách mình làm cái nước mắm nó trọn vị để mình ăn với cái cơm gà Phan Rang. Thì Hiếu sẽ hướng dẫn cho cả nhà nước mắm để là gồm nguyên liệu gồm là một ít ớt sừng nè, một ít tỏi Phan Rang nè, một ít chanh và nước mắm nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng vào bếp nấu với Hiếu cái món cơm gà Phan Rang. Và một chút xíu xíu nữa Hiếu sẽ chia sẻ cho cả nhà vì sao cái món này Hiếu chọn để chia sẻ cho khán giả cũng như là tất cả mọi người cùng xem. Tí xíu nữa Hiếu sẽ bật mí nha. Và bây giờ Hiếu sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái cách mình chế biến nước mắm để mình ăn với cơm gà Phan Rang cho nó tròn vị cả nhà ha. Và khi mình nấu cái món cơm gà Phan Rang thì mình nên làm cái nước mắm này trước để khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khi mình làm xong nhớ nha cả nhà, để vào ngăn mát tủ lạnh trước 1 tiếng đồng hồ. Thì một tí xíu nữa khi cơm được xong xuôi hết mình lấy ra mình dùng thì cái nước mắm của mình nó sẽ có một cái vị rất là đặc biệt nha cả nhà. Và cái nguyên liệu mà để làm cái món nước mắm này thì Hiếu chia sẻ với cả nhà còn một ít ớt sừng nha cả nhà, để nó không có cay. Mình lấy sạch vỏ, sạch ruột ra cả nhà ha. Và một ít tỏi. Thì thường để làm nước mắm ngon ăn chuẩn đúng cái cơm gà Phan Rang thì Hiếu dùng tỏi Phan Rang luôn nha cả nhà. Đây, Hiếu đã lột sẵn rồi. Cái thứ hai mà Hiếu cần nữa đó chính là chanh. Chanh mình sẽ cắt ra giống như thế này, mình lấy cái ruột thôi nha cả nhà, từng tép, mình lấy từng tép một như thế này á, thì tí nữa mình xay nước mắm nó sẽ ngon hơn, nước mắm của mình nó sẽ có cái độ sệt và cái chanh nó sẽ hòa nguyện vào một số nguyên liệu á, thì cái nước mắm của mình nó tròn vị hơn nha cả nhà. Đây, cả nhà nhìn kỹ ha. Và Hiếu cần một ít nước mắm và đường nữa là xong, với một ít nước lọc nữa nha cả nhà. Đây, nước lọc để ngăn mát tủ lạnh ha, đường với lại nước mắm. Rồi bây giờ để cái món này tròn vị thì mình cần phải xay sinh tố nha cả nhà. Mình sẽ cho tỏi và ớt xay trước. Tỏi và ớt thì mình sẽ cho kèm một ít nước nữa nha cả nhà, ít thôi. Rồi mình sẽ xay nhuyễn cái này trước ha. Cho một tí xíu đường trước nữa cho nó thấm vào cái nước mắm của mình. Ít thôi nha cả nhà. Rồi, mình sẽ xay nó nhuyễn ha. Rồi, nó đã nhuyễn rồi. Bây giờ tới giai đoạn là mình cho cái chanh vào nha cả nhà. Nó hơi hăng. Mình cho chanh vào nha. Mình canh thôi, mình canh vừa vừa từ từ, mình cứ cho từ từ và mình nếm từ từ để cái nước mắm của mình nó vừa ăn. Chứ mình đừng cho một lúc quá nhiều chanh vào, lỡ nó chua mình cứu không kịp cả nhà ha. Rồi, cứ cho thêm đường vào. Cái món nước mắm này thì phải cần đường nhiều. Rồi, tùy vào cái khẩu vị của gia đình mình mình có thể thích ăn ngọt hay ăn chua, thì gia đình mình cứ giống như là mình mix cái nguyên liệu lại với nhau nó theo tỷ lệ phù hợp với gia đình mình nha. Nhưng mà để cái món nước mắm này đúng chuẩn thì nó sẽ có vị chua chua nè, ngọt ngọt nè, mà cái vị hơi đầm một chút chứ không có quá nhạt nha cả nhà. Và nó sẽ có mùi hơi cay cay. Mình làm vừa phải thôi, ví dụ như mình làm cho cái mức độ trung bình. Còn ví dụ như là tí xíu nữa, nếu mà nhà mình có con nít cũng ăn được nha cả nhà. Và ví dụ như ai mà muốn ăn cay thì tí nữa mình sẽ cho thêm ớt, cái ớt hiểm nhỏ nhỏ vô nữa thì nó sẽ cay ha. Và bây giờ mình trút ra đây. Bây giờ mình làm như thế này để mình coi nếu mà đường hoặc cái gì nó còn chưa tan thì nó sẽ tan hết nha cả nhà. Nhìn thì bây giờ nó không được đẹp mắt nhưng mà khoảng 1 tiếng đồng hồ sau cả nhà lấy ra thì nó sẽ rất là đẹp mắt nha.
Rồi bây giờ mình sẽ nếm, nếm cho nó vừa hợp với khẩu vị gia đình mình. Vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 1 tiếng đồng hồ sau ha. Khi cơm mình đã nấu xong hết rồi mình bày ra, lúc đó là mình múc nước mắm ra. Một tí xíu nữa Hiếu sẽ cho cả nhà coi cái nước mắm mà khi mình đã làm xong á, mình để ngăn mát tủ lạnh á, nó sẽ có màu sắc khác nha cả nhà. Sau khi mình đã làm xong cái món nước mắm của mình rồi thì bây giờ đến cái giai đoạn mình sẽ luộc gà nha cả nhà. Để mà luộc gà ngon á thì cái bí kíp đầu tiên á, mình sẽ nấu nước cho thật sôi nha cả nhà. Nước phải thật sôi. Cái thứ hai là nước sôi rồi mình bỏ con gà vào, rồi mình cho thêm một chút xíu cờ no vào trong cái nước luộc gà của mình, thì gà của mình nó sẽ tí nữa nó sẽ chín, nó có cái mùi thơm rất là đặc biệt nha. Mời cả nhà. Và khi mà nước nó đã sôi như thế này á, nó sôi bùng lên nha cả nhà, mình sẽ bỏ gà vào ha. Đấy. Gà mình chọn gà ta nha. Gà ta đã được làm sạch sẽ hết ha, mình cho vào. Mình cho cái phần chân xuống trước. Rồi sau đó mình cho một chút xíu cờ no nha cả nhà. Một chút xíu cờ no với một chút xíu siêu dầu ăn thôi. Thật ra để mình luộc gà ngon á, nếu mà mình nhà mình có muốn dùng hai loại, một là nước, có thể là nước lọc, hai là cả nhà có thể dùng nước dừa để mình luộc gà cũng rất là ngon đặc biệt nha. Rồi mình đậy nắp lại, mình canh khoảng cỡ 15 phút sau, rồi mình 10 phút sau mình trở mặt nha, mình trở mặt con gà, rồi sau đó mình lấy cái đũa mình ngâm vào để mình coi con gà mình nó chín hay chưa ha. Rồi tới giai đoạn thứ hai nha cả nhà, cái đó xong về phần gà ha. Bây giờ mình tới giai đoạn gạo. Và bây giờ Hiếu sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái cách để mà mình nấu cơm nha. Thì đầu tiên á, mình sẽ trộn một ít gạo với nếp, mình ngâm trong nước khoảng cỡ 15 phút, sau đó mình vớt ra, mình để ráo, nó sẽ như thế này nha cả nhà. Rồi bây giờ mình tới tiếp tục cái phần cơm ha. Đầu tiên mình bắt chảo lên nha. Khi chảo đã nóng rồi thì Hiếu cho dầu ăn vào cả nhà ha. Mình cho vừa phải thôi, không cần quá nhiều. Và sau đó Hiếu sẽ cho cái gừng mà hồi nãy Hiếu băm vào á, Hiếu băm sẵn nè, thì Hiếu sẽ cho vào. Và sau đó Hiếu cũng sẽ cho tỏi vào để phi thơm luôn nha. Mình phải để nó thật thơm nha cả nhà, nó thật vàng nha. Mình sẽ phi tỏi với gừng cho thật vàng và thơm ha. Mình càng phi thơm á thì tí xíu nữa cái món cơm của mình á thì nó thơm nức mũi luôn. Còn nếu mình phi mà chưa tới á thì món cơm của mình nó sẽ không có thơm nhiều đâu nha cả nhà. Cả nhà nhớ nha, mình sẽ phi tỏi và gừng cho thật thơm, phải có cái mùi thơm thật thơm á, sau đó mình mới bỏ gạo vào ha. Hiếu đang làm nè, tỏi thì cũng chưa có vàng lắm ha, Hiếu làm cho nó vàng vàng. Một chút xíu nữa cơm nó ngon hay không á, nó sẽ phụ thuộc vào cái giai đoạn này nè nha cả nhà. Cái giai đoạn này người ta hay gọi là giai đoạn xào cơm, xào gạo, nói lộn, Hiếu nói lộn là xào gạo cả nhà ha. Rồi bây giờ bắt đầu Hiếu cho gạo vào ha. Gạo vào để tao đều lên, mở lửa vừa phải nha cả nhà, đừng to quá. Mình cứ canh sao cái phần ăn của gia đình mình á, bao nhiêu người ăn á, mình nấu cho phù hợp ha. Mình nhớ nha, mình tao cho khi nào cái hạt gạo của mình nó săn á, nó săn mà nó trong á thì mới là ngưng là được nha cả nhà. Tao đều lên. Cả nhà ơi, cả nhà nhớ nha, gạo là mình phải xào cho cái hạt gạo nó trong như thế này nè nha cả nhà.
Vì khi mình xào hạt gạo nó càng trong á thì tí xíu bữa cơm của mình nó sẽ rất là ngon, nó có độ khô vừa phải nè, nó sẽ có cái độ mềm và độ thơm ha. Và đặc biệt khi mình xào cái gạo á, nó sẽ hòa quyện với lại tỏi bần nè và gừng hồi nãy mình đã làm ha. Thì cái nếu mà những cái bạn đang trong ekip mình nó nói chị ơi chị cái mùi á bây giờ em nghe mùi dậy sống rồi nó rất là thơm rồi đó chị. Cảm ơn. À, sau khi mà Hiếu tao gạo xong thì bây giờ Hiếu qua kiểm tra con gà của mình nó chín hay chưa ha. Đơn giản lắm, mình chỉ cần mình lấy cái đũa mình châm vào, nếu mà cái mình châm vào mà mình nghe một cái bụp đó, thì con gà mình nó chín rồi nha cả nhà. Mình đâm xuyên được rồi, ơi con gà mình đã chín rồi cả nhà ha. Rồi. À, và sau khi á, mà Hiếu đã luộc gà và Hiếu vớt gà ra rồi, bây giờ cái nước luộc gà này chuẩn bị Hiếu để nấu cơm ha. Và trong cái thời hiện đại bây giờ hầu như ít có bếp lửa than thì Hiếu sẽ tận dụng cái nồi cơm điện nhà mình để Hiếu hướng dẫn cho cả nhà cái cách mình nấu nó nhanh ha. Thường á, nấu món cơm gà này để mà thực sự đặc sắc và thực sự ngon đúng chuẩn thì chúng ta phải dùng cái nồi bằng ga nha cả nhà. Cái thứ hai nữa là mình phải nấu bằng lửa than ha. Nhưng mà giờ bữa nay Hiếu không có, Hiếu chỉ dùng những cái gì trong cái bếp nhà mình có sẵn nha cả nhà. Cái phần gạo á, mà sau khi mình đã rang lên, mình đã xào cho nó trong á, thì bây giờ Hiếu sẽ bỏ vào trong cái xô cơm điện này. Cái cách này, cách nấu mà Hiếu hôm nay chia sẻ với cả nhà là cách chữa cháy thôi, chứ nó thật sự đúng chuẩn, nó là phải nấu bằng lò than và phải nấu bằng cái xô gang. Còn cái nguyên nhân vì sao nấu như thế, chút xíu nữa Hiếu xong cái này Hiếu sẽ chia sẻ cho cả nhà ha. Rồi mình sẽ cho gạo vào ha, sau đó mình cho chút xíu muối. Hiếu sẽ cho tí xíu muối, chút xíu siêu muối thôi vào cái nước dùng của mình, cái nước luộc gà này á cả nhà. Rồi bây giờ Hiếu sẽ rưới lên, Hiếu sẽ đổ cái nước dùng vào ha. Mình canh sao cho nó phù hợp với cái gạo, đừng để bị nhão nha. Rồi mình đổ một cái lượng vừa phải, sau đó mình dùng một đôi đũa để mình đảo đều nó ha, để mình coi cái lượng nước của mình nó vừa phải chưa, vừa đủ chưa. Nhớ nha cả nhà, khi mình bỏ nước dùng vào trong cái xô gạo á, mình nhớ dùng đôi đũa mình khuấy đều nữa đó, mình khuấy đều như thế này để cho cái nước dùng á và cái gạo nó hòa quyện vào nhau ha. Và tí nữa cái cơm của mình nó sẽ không bị khô nha, mình vừa phải thôi, đừng để nó bị nhão. Gạo với lại cơm này á, tại vì cái khi gạo mình đã rang lên nó sẽ không có còn nở nhiều nữa, nên mình đổ nước mình canh vừa phải thôi nha cả nhà, đừng có đổ nhiều quá nó sẽ bị nhão. Rồi sau đó mình đậy lại cho vào nồi cơm điện ha, để tiếp tục nấu cơm. À, sau khi mà gạo Hiếu đã cho vào cái nồi cơm điện để mình nấu cơm rồi á, thì bây giờ cái phần nước dùng còn lại á, mình đây, mình sẽ nấu sôi nó lên và cho một ít có thể là khoai tây, cà rốt, tùy mình á, tùy vào mỗi gia đình của mình. Thì để cái món thường ăn kèm với cái món cơm gà Phan Rang này á, sẽ kèm một chén nước mắm và một chén canh súp. Vì sao mà cái hôm nay Hiếu chọn cái chủ đề là cơm gà Phan Rang để chia sẻ đến tất cả các khách hàng yêu thương của Hiếu trong chương trình Ấm Bếp Nhà cùng Hiếu Hải Sản? Thực ra Hiếu xuất phát là dân miền Trung, là một mình là gia đình mình tương đối cũng đông anh em, đặc biệt là hồi xưa khó khăn nữa nên nhà lúc nào cũng có nuôi gà nè, nuôi vịt nè, thì hầu như là thường là bắt gà bắt vịt trong nhà để mình làm cơm gia đình, chứ cũng ít có đi chợ lắm, tại vì thời đó gia đình rất là khó khăn. Mà gà thì nhà Hiếu cũng hay làm những món là gà kho sả, nấu cháo gà hay là gà luộc. Nhưng mà lâu lâu á, mẹ cũng nấu cái món cơm gà để mà cho cả gia đình á, vì đông con mà, nên là thường á, nấu cơm á, phải nấu thật nhiều. Gà thì có một con, một đứa có một chút xíu thịt gà, nhưng mà cơm á, thì nấu nguyên cả son để cho các con ăn cho no bụng. Thì từ nhỏ là mình đã được thường xuyên thấy cái cảnh mẹ mình nấu cơm gà. Và đi đâu hầu như á, cái ở ngoài Phan Rang, cái món cơm gà này đi đâu cũng bắt gặp hết á. Không phải là vì là nó cao cấp nữa, mà vì là tận dụng hàng ở nhà có gì mình nấu nấy. Tức là hồi xưa là không có được cái kiểu mình thường xuyên đi chợ hay là được ăn cái này cái nọ kia, vì thời điểm đó là hầu như là khó khăn chung, chứ không phải riêng một gia đình nào hết. Vì kể lại này thì hơi nhớ tới ba má. Chắc ba má mà đang có xem chương trình thì cũng nhớ được là tại sao hôm nay con gái lại chọn cái món cơm gà để chia sẻ đến khán giả. Và đặc biệt cái thứ hai nữa, Hiếu Hải Sản được thành lập 13 năm. Lúc đó là Hiếu cũng còn là một cô sinh viên thôi,
rồi cũng tình cờ đẩy đưa trong quá trình là giống như là mình cũng có đi làm thêm một số nơi, thì cũng nhiều anh chị á gửi mình mua những cái đặc sản ở quê mình, giống như là tỏi, hành, nước mắm, cá rồi gà, tại vì quê mình những cái đó rất là ngon. Thì lúc đầu với đơn thuần á chỉ là mình mua giúp thôi chứ không có bán buôn gì ở đây hết, nhưng mà cái thời lượng bắt đầu mua càng ngày càng nhiều, mà cái máu kinh doanh từ trong Hiếu á, cái thời nhỏ nó đã trỗi dậy rồi. Hồi nhỏ mình cũng hay tập tành kinh doanh lắm, mình hay nhịn tiền sáng, rồi mình hay đi làm thêm lặt vặt ở xung quanh á, xong bắt đầu cái mình hay đi ra ngoài chợ sáng sớm mình mua về mình bán. Mình hay mua bánh ví dụ như 1.000 được 6 cái đi, về mình bán lại mình kiếm tiền lời. Nhưng mà lời đâu không thấy, mà thấy đóng cửa tiệm chắc cũng gần chục lần á, cứ ăn cứ bán cho mọi người không có tiền á, thế là bán thiếu ăn, xong cái tiệm mình sập tiệm từ cái việc như thế. Và từ nhỏ mình đã có ý thức trong cái việc kinh doanh rồi. Thì bắt đầu khi mà các chị á, nhờ nhiều quá thì mình mới nảy ra cái ý tưởng, quê hương mình có rất là nhiều đặc sản ngon, có rất là nhiều món ngon, thôi không đi làm nữa, quyết định ở nhà kinh doanh. Thì lúc đó Hiếu mới nghỉ làm, và sau đó là mày mò đem những cái đặc sản quê mình vào kinh doanh. Thì cái thời ban đầu mới mở Hiếu hải sản á, cực kỳ khó khăn. Nói chung là có những lúc mình cũng nghĩ là thôi dẹp đi, đi làm kia mỗi tháng lãnh lương cho nó sướng, đi làm này cực khổ, mình thức khuya dậy sớm làm một ngày tính ra mười mấy 20 tiếng mà không có xu tiền lời nào hết trơn á, tại mình mới mở mà có những lúc rất là gian nan vất vả, và đặc biệt về cái nguồn hàng nữa, có những lúc nó bị lỗi thế này thế nọ thế kia, rất là nhiều thứ luôn, áp lực đè lên vai. Có những lúc mình thật sự á, mình nói thôi mình dẹp, mình để mình đi lại cái công việc như xưa, chứ mình làm cái này á mình thấy mình giống như là có những lúc khóc thầm á, có những đêm mình khóc thầm á, mình nghĩ chắc con đường này nó không phù hợp với mình. Nhưng mà những lúc mà mình muốn buông á thì lại động lực, cái kỷ niệm hồi nhỏ nó cứ hiện lên đầu hoài à, tại sao. Thế là cứ quyết định, quyết tâm, tôi sẽ làm được. Và từ đó đúng là Hiếu đã làm được. Và cái món cơm gà này á, Hiếu trong quá trình Hiếu kinh doanh thì Hiếu cũng có rất là nhiều khách VIP mà họ cũng biết được Hiếu là xuất phát điểm là người dân Phan Rang, thì họ cũng hỏi Hiếu là biết được tin của quê em thì có những cái món ăn ngon và đặc biệt là cơm gà nổi tiếng, thì có thể là ship ở ngoài đó em nhờ ai ship vô cho anh một nồi được hay không. Thì mình mới nảy ra ý tưởng, tại sao cái món cơm gà từ nhỏ lớn giờ mình đã được ăn rất là nhiều và chính bản thân mình cũng đã có từng nấu rồi. Thế là lúc đó Hiếu mới mời mẹ của mình vô, và sau đó hai mẹ con tần mần tẩn mẫn rồi mẹ mình sẽ chỉ cho mình cái công thức chế biến cái món này đơn giản theo hồi đó giờ gia đình mình ăn. Và mình đi ăn thêm một cái số nơi cơm gà ở ngoài Phan Rang á, thì mình tới nơi nào ăn thì mình cũng thì thầm thì thẩm, mình hỏi cái món này bí quyết của nhà mình nấu như thế nào ngon. Thực ra những người dân Phan Rang á dễ thương vô cùng á, hỏi đâu là chị đó, hỏi đâu là chị hết, chỉ hết những cái bí quyết của mình. Thì lúc đó Hiếu mới nghĩ một cách, kinh doanh mà có khách hàng là mừng chứ, mà đặc biệt khách VIP nữa, mua tới mua lui mua hoài, trời Hiếu mừng lắm chứ. Thì lúc đó Hiếu mới nảy ra ý tưởng, thay vậy thì mình nấu một cái nồi cơm quê hương mình tặng cho khách hàng yêu thương của Hiếu đi. Và từ lúc đó là cái đô mà nấu, cái gọi là cái đô á, nấu cơm gà lên tay nha cả nhà. Có những ngày Hiếu nấu 5 nồi cả nhà, có tin không, 5 nồi mà một phần là có là 5 nồi cơm gà thì dành cho 5 khách hàng thương yêu của Hiếu. Và Hiếu cứ làm cái việc đó liên tục, làm cái việc đó liên tục đến bây giờ á. Có một số khách hàng yêu thương của Hiếu hỏi, cô gái cơm gà ơi, sao lâu nay không thấy cô xuất hiện vậy, sao lâu nay không thấy có cơm gà cho anh nữa hết vậy. Thì xin thưa với những khán giả yêu thương cũng như với những khách hàng VIP của Hiếu mà lúc trước Hiếu đã có từng nấu cơm gà dành tặng cho khách hàng yêu thương, thì cái vì sao Hiếu có cái cuộc mà làm cái video cơm gà ngày hôm nay thì cũng để dành tặng cho khách hàng yêu thương. Mình có được cái công thức để mình nấu ăn, đổi món cho cái gia đình của mình nha cả nhà. Và đó, cái món cơm gà Phan Rang nó gắn liền với Hiếu từ cái thời mình còn trẻ thơ nè. Cái thứ hai nữa, cái thời lập nghiệp của mình để được đạt được cái ngày hôm nay thì cái món cơm gà nó cũng góp phần rất là lớn trong cái sự nghiệp thành công của Hiếu hải sản ngày hôm nay. Cái đó là cái chia sẻ thật sâu trong trái tim nhỏ nhoi đầy yêu thương của Hiếu nha cả nhà. Và tiếp tục chết rồi, nãy giờ mê chia sẻ mà quên mất cái nồi nước lèo này rồi. Rồi, khi cái nồi nước đã sôi rồi, cả nhà mình sẽ cho cà rốt vào. Hôm nay Hiếu chọn ở nhà có gì thì sẽ xử nấy, Hiếu chọn cà rốt ha, cho cà rốt vào. Hiếu cho cà rốt vào rồi, bây giờ Hiếu sẽ nêm nếm cái nồi nước lại cho nó phù hợp nha.
Tại này là nước dùng nãy Hiếu đã cho gia vị rồi á, giờ Hiếu chỉ cần nhẹ thôi. Để mình coi nó có mặn ngọt gì đó thì mình thêm chút gia vị cho nó phù hợp. Nước dùng thì đã vừa rồi cả nhà. Nhưng mà nó hơi thiếu ngọt chút xíu, Hiếu cho chút xíu ngọt vào. Rồi. Và bây giờ cả nhà ơi, mình quay lại cái nồi cơm của mình ha, mình coi nó như thế nào rồi nha. Gà sau khi mà Hiếu đã luộc á, thì Hiếu lấy nước để nấu cơm rồi, thì cái phần gà Hiếu sẽ chặt như thế này nha cả nhà. Đây, gà Hiếu chặt như thế này. Cả nhà thấy rõ không? Đây, gà của mình á, luộc á, mà để ngon, thứ nhất là cái da của nó phải vàng. Cái thứ hai là thịt và cái da nó phải cùng dính với nhau, chứ đừng có da nơi mà thịt nơi nha cả nhà, nó sẽ không đẹp mắt. Đây. Và đặc biệt, cái phần này rất là quan trọng, đó chính là cái này là cái phần canh súp mà nãy Hiếu đã chia sẻ cả nhà cách nấu ha, thành phẩm. Và cái món của mình để nó thăng hoa hay không thăng hoa, nó phụ thuộc vào gà một phần ha, cơm một phần, nhưng mà cái nước mắm á, cái nước chấm của nó cực kỳ là quan trọng. Mà cái cách mà để nấu làm cái nước mắm này nó ngon á, Hiếu cũng đã chia sẻ với cả nhà rồi ha. Hiếu nhấn mạnh lại một lần nữa, để cái nước mắm của mình nó ngon và nó tròn vị, cả nhà nhớ là mình phải dùng máy xay để tất cả các nguyên liệu của nó hòa quyện vào nhau, thì cái nước mắm của mình á, nó sẽ có cái độ sến sến vừa phải nè. Về phần màu sắc thì tuyệt vời rồi, cả nhà thấy không, nó đã đỏ. Cái thứ hai nữa là tất cả các nguyên liệu như là chanh nè, cái muối chanh nè, tỏi nè và ớt kèm với một ít đường á, nó sẽ hòa quyện vào nhau, nó hơi sến sến lại nha cả nhà. Đây. Và một cái nữa cũng quan trọng cho cái món ăn của mình, đó chính là cái rau ăn kèm á, thì sẽ dùng cái này ở Việt Nam cái này gọi là rau răm cả nhà ha, và một ít cái này gọi là dưa leo, một ít dưa leo và một ít rau răm nha cả nhà. Và cái cơm của mình á, đây Hiếu chia sẻ với cả nhà cơm thành phẩm của mình ha, nó sẽ có một cái màu nó hơi ngã, màu vàng vàng nhẹ chút xíu, mà để cái món của mình á, nó ngon nữa cả nhà nhớ nha, mình cho cái nồi nó hơi cháy xém xém chút thì nó sẽ ra những miếng cơm cháy như thế này. Nếu mà nấu bằng cái nồi gang á, nó sẽ ngon hơn nữa. Thứ nhất là cái cơm cháy á, nó dày hơn cái này mà, và nó vàng, nó thơm hơn cái này nữa nha. Đây. Một lần nữa Hiếu thương chúc cả nhà sẽ có một cái món ngon với cái món cơm gà Phan Rang. Mình sẽ dành đãi gia đình mình vào cuối tuần nè, lâu lâu á mình ghi điểm với gia đình của mình, ghi điểm với ông xã của mình nè, ghi điểm với ba mẹ của mình, và đặc biệt lâu lâu á mình trổ tài mời bạn bè tới và mình nấu một cái nồi cơm dài như thế này, thì cả gia đình xung quầy lại với nhau để cùng thưởng thức một cái bữa cơm trọn vẹn bên nhau. Vì Hiếu tin rằng cuộc sống là những nguồn tất bật, nhưng mà cả nhà đừng để những cái tất bật ấy làm mất đi cái cảm xúc bữa cơm gia đình của mình. Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn nữa nha cả nhà. Một lần nữa Hiếu xin chào tạm biệt cả nhà và thương chúc cả nhà lúc nào cũng tràn đầy yêu thương, hạnh phúc. Và Hiếu mong nhận được những cái comment, những cái chia sẻ của cả nhà để Hiếu mời đến đây mình cùng nhau quay và giao lưu với nhau. Để mình món ngon thì mình nên chia sẻ cho tất cả mọi người cùng có cái món ngon của mình, và ngược lại thì mình cũng sẽ học hỏi những cái món ngon khác từ các khán giả yêu thương khác, để mình làm cái tủ, mà cái tủ món ăn của mình nó thêm đa dạng và phong phú, thì gia đình mình lúc nào cái bếp lửa gia đình mình lúc nào cũng ấm áp, và gia đình mình lúc nào cũng trọn tình yêu thương và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.